Bấy thì cam nó cảm giác nó hơi nhạt hơn, cái hơi màu nó cho ra hơi nhạt hơn với cam một ít cam gốc rộng. Hello, xin chào các bạn, chào mừng đến với đồ chơi di động.com. Bây giờ mình sẽ khui siêu chiếc điện thoại Honor X9B nha. Đây là cái bản 5G, dung lượng 512 GB. Cái này á là của khách nha, khách mua qua Shopee, gian hàng chính hãng của Honor đó nha. Đó. Còn này mình dán cái tem của mình lại là bây giờ không tiện để cái thông tin của khách ở đây. Đó. Đây là cái phiên bản Honor X9B 5G. Để coi, bây giờ mình sẽ khui siêu ra coi. Cái hộp thì nó đóng nguyên siêu thế này nha. Đó. Từ trên này nó có mấy cái tên mấy hãng vận chuyển gì lạ lạ nha, Yunda Express. Cái này là cái kho chỗ giao hàng là của Honor Official Store mà nó ở bên Đức Hòa Long An nha. Xong họ sẽ đặt đặt kho dưới đó nha. Cái mình sẽ để tránh làm rách cái phần siêu trên, mình sẽ khui ở mặt dưới. Đây. Bên trong này được gói bóng khí, quấn keo. Nghe, bỏ cái hộp ra nào. Tiếp tục. Chúng ta sẽ cắt băng keo. Nè. Mấy màu cam hả ta? Cái hộp nó cái màu cam rất là nổi bật nha. Honor X9B 5G. Nhìn như là cái lưng mần da cam á. Còn nguyên siêu nha. Nguyên siêu bóng loáng luôn. 9B 5G. Nhãn mác bằng tiếng Anh nha. Này cái dạ? Trên này nó để là màu Midnight Black nha. Này là nhập khẩu phân phối bởi Viettel nè, dung lượng 512. Ok, vậy chúng ta sẽ tiếp tục rọc cái siêu này ra ha. Ăn là suốt ngày đi khui siêu ké thật là sướng. Màu đen. Coi phụ kiện có gì ha. Cục sạc Honor Super Jack. Này không biết là bao nhiêu watt mà cổng USB-A chắc là sạc nhanh đấy. Cáp Type C, cáp Type C, thu USB-A vào Type C ha. Đi kèm với lại sổ sách thì có một cái ốp lưng trong suốt dẻo. Và cuối cùng thì nó là một cái que chọc sim
mình thấy là khui nhiều rồi, thấy cái nào nó cũng cho một cái que chọt sim hết. Ok, bây giờ tới nhân vật chính nè. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Honor X9B 5G. Cảm giác mới cầm lên là khá là nhẹ, khá là mỏng. Nhìn vào mắt thường thì không đến nỗi là mỏng lắm, nhưng mà cái cảm giác khi cầm trên tay đúng là cảm giác là khá là mỏng. Có vẻ là do nó vác hai cái mép này nè, nó bo miết lại, còn cái phần giữa rất là mỏng nên khi ta cầm nó sẽ ôm tay hơn, không cái tay mình cho cảm giác mỏng hơn. Còn nếu cầm đầu này thì cầm kiểu này thì cảm giác nó mỏng, nó dày hơn, tại vì cái phần viền này nó dày hơn hai bên nè. Thiết kế nhìn về cảm giác cái sự nhìn giống giống như là S10 LED của Samsung ngày xưa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra ngoại quan đi nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ coi cái phần phía trước đi. Cái này có một cái miếng dán sẵn nhưng mà cái khúc này không biết nó dính cái gì, cạo nó không ra mà nó giống như nó có dấu. Cảm giác nó rất là giống cái dấu của cái bọc này nè, ở mặt trong á, nó in lên á. Ở dưới này cũng bị. Cái miếng dán nó có cấn cái dấu, hàng dấu thôi của cái miếng bọc bao ở ngoài á. Còn ngoài ra thì không có vấn đề gì. Giờ chúng ta sẽ coi từng cạnh sườn nha, cạnh phía trên nè. Ok, cạnh bên hông nè. Cũng ok luôn nha. Cạnh đáy nè. Đẹp. Cạnh bên hông đối diện. Cũng đẹp, sơn bóng ha. Hai cái mặt ở trên này là nó làm nhám nè. Hai cái mặt trên này nè. Mặt đáy nè, với mặt đỉnh nè. Nó làm nhám. Nhưng mà hai cái cạnh sườn hai bên thì nó lại là dạng bóng nha. Ok, chúng ta đi tiếp theo cái mặt sau nè. Cái cảm giác khi rời lên đây nó phát hiện ra là nó không phải dạng in bình thường nha, mà nó dạng khắc, giống như khắc laser vậy. Rời vô cảm giác nó nhám nhám nổi nổi á. Đó. Cái cụm mà mấy cái ký hiệu này nè, với cái dòng chữ nhỏ nhỏ đây nè. Đó. Cảm giác nó nhám nhám nổi nổi giống như khắc laser vậy. Còn Honor thì cái logo này nó in chìm nè. Mặt lưng thì mặt lưng đen nhám, hơi ánh ánh, dạng như có kim tuyến nhẹ. Cái vòng camera này thật rất là điệu đà nha. Nó có cái viền màu vàng xung quanh mà răng cưa nhỏ 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 nhỏ. Chỗ này thì nó lõm xuống nha, cái vòng có chữ matrix này. Nó sẽ lõm xuống sâu một xíu. Đó, như cái hồ vậy đấy. Con này nguyên cái vòng này đặt ba cái camera với cái đèn flash là nó giống như cái thành hồ, nó cao hơn. Mọi người có thể đi vào ở trên này ha, ngắm cái hồ dưới này. Rất là điệu đà luôn. Camera cũng không có tì vết gì, nhưng mà nhìn mấy cái con camera này, mấy cái thấu kính nó nhỏ, cái mắt của nó nhỏ xíu à, nhìn nó không có lực, nhìn cảm giác nó người ta sẽ không nghĩ là nó sẽ cho ra một cái chất lượng ảnh tốt. Thì trong khi những cái con camera khác, mấy dòng khác bây giờ nó làm to hầm hố lắm, cái mắt nó nhìn vô là to đùng à, còn mấy con camera này mắt nó chút xíu thì siêu rồi nè, không bạn thấy đó. Nó có con này được to to hơn chút. Dưới này là cái đèn flash. Ok, mình thấy hiện tại thì không có vấn đề gì. Không được gỡ bỏ cái nắp lưng và pin để bảo vệ quyền lợi của mình, thì giữ lấy cái nhãn này an toàn. Mình bật cái máy lên coi thử nè, rung một cái nhẹ nha. Hiện lên chữ Honor. Để coi khởi động vào bên trong nó có cái gì. Lần đầu tiên khởi động thì nó sẽ hơi lâu nha. Magic OS
Ok. Hàng chính hãng thì chắc là phải có tiếng Việt thôi. Đây tiếng Việt. Bỏ qua hết nào, bỏ qua hết nào. Nó đang hướng dẫn mình sử dụng một số cử chỉ nhưng mà khá là nhẹ. Ok. Màn hình rất là nịnh mắt nha, màu sắc rất là tươi nha. Màn hình rất là trong nha. Mượt. Rất là mượt luôn. Mình chỉ quan tâm đến máy ảnh, mình chụp thử phát nào. Máy ảnh cho màu sắc khá là tươi tắn nha, trong mình thử cái camera 3X coi nào. Bảy thì cam nó cảm giác nó hơi nhạt hơn, cái hơi màu nó cho ra hơi nhạt hơn với cam 1X, cam góc rộng, cái muốn rồng màu sắc vẫn tươi, da tay thì nó hơi tái một chút thôi, thế thôi, mình chỉ khui ra kiểm tra cho khách rồi mình sẽ dán cho khách thôi, chứ mình cũng không có phải là review về cái máy này nhiều, mình chỉ quay clip sẵn mình quay lại cho các bạn coi đi, mở hộp đã gồm những cái gì và cái máy nó trong sơ bộ như thế nào thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip khác của đồ chơi di động.com nha.